thông tư số 28 năm 2024 của Bộ Công an, bắt đầu từ hôm nay ngày 1 tháng 8, thì người dân có thể thực hiện thao tác đăng ký xe tại nhà đối với hình thức thông qua cổng dịch vụ công và ứng dụng VNEID, hoặc có thể truy cập cổng dịch vụ công để thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Chủ phương tiện sẽ truy cập trên cổng dịch vụ công hoặc trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID, tiến hành khai thác các nội dung theo yêu cầu trong mẫu giấy đăng ký xe. Sau khi hoàn thành kê khai, chủ xe thực hiện bấm biển số trên cổng dịch vụ hoặc trên ứng dụng định danh quốc gia. Việc này tiết kiệm khá nhiều thời gian, công sức so với việc làm truyền thống như trước đây. Đỡ tốn thời gian, thứ hai là chi phí đi lại nó sẽ rút ngắn, thì thực tế là rất thuận lợi cho người dân. Mình thao tác rồi mình làm mọi thứ nó đều rất là đơn giản, nó thuận lợi hơn nhiều chứ. Cái quan trọng nhất là mất thời gian á, mình đỡ mất thời gian mình đi lại, chi phí. Trên VNEID hệ thống nhiều khi hệ thống mạng không đảm bảo, thứ hai là quá trình chụp hình với scan chuyển cái thủ tục hành chính lên thì nhiều khi nó không rõ, thì phải scan đi scan lại. Với hai nữa là giấy tờ nhiều khi nó không rõ để dẫn đến sai sót. Theo Công an tỉnh Bình Dương, để đảm bảo hệ thống hoạt động xuyên suốt, Bộ Công an đã thành lập các tổ thường trực, dự trù các tình huống phát sinh như tắc nghẽn hệ thống. Riêng Công an tỉnh cũng chủ động có phương án xử lý những khó khăn trong khâu rà soát thông tin, xử lý kịp thời cho người dân. Việc tiếp nhận hồ sơ của người dân trên nền tảng dịch vụ công sẽ được cơ quan đăng ký tiến hành kiểm tra, đối chiếu các dữ liệu của người dân kê khai so với dữ liệu của cơ quan chức năng khác có liên quan. Thời gian xử lý hồ sơ là không quá 2 ngày. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 thì nhiều chính sách nổi bật có hiệu lực, trong đó có 3 luật mới gồm luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Cụ thể thì Nghị định số 71 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất có hiệu lực thi hành kể từ tháng 8 năm 2024. Theo đó thì thay vì quy định các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất theo từng phương pháp định giá đất, điều 8 Nghị định số 71 quy định các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất với từng loại đất như sau: với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, vị trí địa điểm thửa đất, khu đất, điều kiện giao thông về độ rộng, kết cấu mặt đường tiếp giáp với một hoặc nhiều mặt đường, điều kiện cấp thoát nước, cấp điện, diện tích, kích thước, hình thể thửa đất và khu đất, thời hạn sử dụng đất, hiện trạng môi trường, an ninh. Với đất nông nghiệp, năng suất cây trồng, vật nuôi, vị trí, đặc điểm thửa đất, khu đất, thời hạn sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân theo hạn mức trong hạn mức nhận chuyển quyền thì không có căn cứ vào thời hạn sử dụng đất hay là yếu tố khác. Chính phủ ban hành Nghị định số 98 quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Trong đó thì nghị định quy định rõ các trường hợp di dời nhà chung cư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Nghị định quy định các trường hợp di dời khẩn cấp nhà chung cư bao gồm nhà chung cư bị hư hỏng do cháy nổ, không có đủ điều kiện đảm bảo an toàn để tiếp tục sử dụng, nhà chung cư bị hư hỏng do thiên tai, địch họa, không còn đủ điều kiện đảm bảo an toàn để tiếp tục sử dụng. Nghị định cũng quy định cụ thể các trường hợp di dời theo phương án bồi thường tái định cư. Không được hỗ trợ cải tạo đất, giá bồi thường cây trồng trên đất còn thấp tại dự án Vành Đai 3 là những ý kiến cử tri huyện Bình Chánh kiến nghị gửi đến đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 17 Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa 10 ngày 31 tháng 7 vừa qua. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Là một trong nhiều hộ dân nhận khoán đất công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cây trồng thành phố bị thu hồi một phần diện tích phục vụ thi công dự án đường Vành Đai 3 trên địa bàn xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, bà Lê cùng nhiều hộ dân sẵn sàng bàn giao mặt bằng để phục vụ công trình. Tuy nhiên, do giá bồi thường cây trồng chưa thỏa đáng và không được hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất, khiến nhiều hộ dân nhận khoán bức xúc. 2017 thì công ty là thông báo thu hồi của những người hết hạn, nhưng còn chúng 2019 là các cô là không có giấy thanh lý nhé. Vì 2017 có một cái công văn 160 tiếp tục sản xuất nên cô cũng cứ yên tâm sản xuất. Cây mai là họ nói là chỉ đền được con 10.000 thôi, mà cây mai của cô đây này trồng cây hàng 10 năm, tức là họ vào họ trả cô 4 triệu một cây rồi, nhưng mà khi mà họp thì ban dự án nói đã đếm cây là không được bán đi. Tại buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Bình Chánh của đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa 10, nhiều cử tri là những hộ dân bị thu hồi đất khoán phục vụ Vành Đai 3 có ý kiến về vấn đề này. Cụ thể như quyết định số 18 năm 2019 của Ủy ban tỉnh Long An, cây dừa cũng cùng tuyến đường Vành Đai 3,
mà bên Long An nó giáp ranh với mình mà người ta bồi thường 1.500.000 đồng, thành phố Hồ Chí Minh có 851.000 đồng. Đại diện cho 65 hộ vành đai ba thiệt thòi và đau xót, rất mong các cấp trên đấy, trong khi thành phố chưa trả lời đều khất và đang chờ xử lý thì các cơ quan dưới đã thực hành thực thi cưỡng chế hủy hết toàn bộ của bà con. Trả lời về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh cho rằng chỉ đồng ý hỗ trợ 50.000 đồng một mét vuông cho các hộ đang còn hạn hợp đồng giao khoán. Các hộ hết hạn hợp đồng không được nhận bất kỳ một khoản nào từ chi phí đầu tư cải tạo đất. Liên quan đến 65 hộ nhận khoán của công ty cây trồng, cũng xin thông tin là do đất này là đất do nhà nước quản lý và hợp đồng của các hộ dân đã hết hạn, thì thực hiện theo cái hướng dẫn thì không thể nào thực hiện mà bồi thường hỗ trợ cái chi phí đầu tư vào đất. Công ty cây trồng là đơn vị được nhà nước là giao cho sử dụng đất và khai thác cái phục vụ kinh tế đó. Thì đơn vị đã ký bằng giao mặt bằng cho chủ đầu tư và cho xã và ban bồi thường. Ban bồi thường với ủy ban xã Phạm Văn Hai đó tiếp nhận những thông tin, nếu mà loại cây nào mà nằm trong quyết định 02 đã quy định và đúng mật độ thì chúng ta sẽ thực hiện tiếp tục. Nhưng mà một số loại cây nếu thực tế có phát sinh thì mình cũng tiếp nhận để báo cáo thêm cho ban chỉ đạo thành phố. Dự án đường vành đai 3 tại thành phố Hồ Chí Minh là một trong những dự án trọng điểm của quốc gia. Để đảm bảo tiến độ dự án và hài hòa lợi ích của người dân, rất cần cơ quan chức năng xét lại cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng cho những hộ bị ảnh hưởng. Vào ngày 31 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục phần xét hỏi của Hội đồng xét xử, Viện Kiểm soát và luật sư đối với nhóm bị cáo có hành vi sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm khối D là khối tư nhân. Trong đó có bị cáo Hồ Hữu Tài là giám đốc trung tâm đăng kiểm 50-17D, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà không biết chữ và chỉ mới học đến hết lớp 2. Trả lời xét hỏi, bị cáo Hồ Hữu Tài, giám đốc công ty An Phát, công ty thành lập trung tâm đăng kiểm 50-17D, cùng các bị cáo là đăng kiểm viên thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hồ Hữu Tài và Nguyễn Thanh Phong, chủ tịch hội đồng quản trị công ty An Phát, đưa ra chủ trương cho đăng kiểm viên nhận tiền hối lộ của chủ phương tiện để bỏ qua lỗi không đạt đối với phương tiện đến kiểm định với mục đích tăng doanh thu vì công ty kinh doanh liên tục thua lỗ và không đủ tiền trả lương cho nhân viên và tiền mặt bằng, về cáo buộc phải chịu trách nhiệm về hành vi nhận hối lộ hơn 480 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 28,9 triệu đồng. Bị cáo Tài khai bản thân không hưởng lợi riêng, tiền các đăng kiểm viên nhận hối lộ chia cho bị cáo để sử dụng cho công ty. Thưa quý vị, có lúc người có tiền không mua được vàng, người có vàng thì cũng không bán được để lấy tiền. Theo phản ánh của một số người dân thì họ liên tục đăng ký mua vàng trực tuyến nhưng mà không thành công. Người có vàng muốn bán thì cũng không dễ nếu không có hóa đơn. Người phụ nữ này nhiều lần đăng ký mua vàng trực tuyến, thế nhưng tiền vẫn nằm im trong tài khoản, vàng thì không thấy đâu. Thường ngày nào thử không có gì hết á, không bao giờ có được mua được trên trang web đâu. Cứ nói là có vậy mà đâu có đâu mua. Cô chuyên môn là nhận trơn về FPC mà đợt này FPC không có là cô mua nhận trơn. Rất nhiều người dân khi đến với cửa hàng vàng này ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cũng tìm mua vàng miếng SJC. Tuy nhiên theo thông báo từ cửa hàng thì vàng miếng đang tạm hết và nếu như mà thu được hàng đẹp từ người dân thì sẽ tiếp tục bán lại. Có tiền khó mua được vàng, nhưng có vàng cũng khó bán. Người dân đi bán vàng gặp khó khi tiệm vàng từ chối mua vì không có hóa đơn. Theo Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp sản phẩm vàng đang kinh doanh tại cửa hàng không có hóa đơn chứng từ, được xác định là hàng hóa nhập lậu, không rõ xuất xứ hay hàng hóa giả mạo nhãn hiệu sẽ bị tịch thu. Để quản lý cái thị trường vàng phát triển ổn định, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội thì Ngân hàng Trung ương sẽ sử dụng các cái biện pháp kinh tế như là thuế và tăng cường các cái minh bạch của thị trường như công tác thanh tra kiểm tra, sử dụng chứng từ hóa đơn và các cái biện pháp khác để cùng phát huy hiệu quả của giải pháp của Ngân hàng Trung ương giúp cho thị trường ổn định. Giá vàng nhiều khả năng sẽ còn tăng thêm, nhất là khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm lãi suất thì đây đến cuối năm ít nhất 1 đến 2 lần và Ngân hàng Trung ương tăng lượng mua vàng dự trữ. Nhờ dự án hỗ trợ bò từ nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội, nguồn vốn từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nhiều hộ nghèo, cận nghèo của xã biên giới Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đã có thêm hy vọng về cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững. Là một hộ nghèo trong xã Thạnh Hưng, gia đình chị Gương được hỗ trợ một con bò thịt để nuôi vào năm 2018. Sau 6 năm, từ một con bò mẹ, đến nay đã sinh ra thêm 3 con bò con.
Thấy nuôi bò thì vừa được ở nhà nè, đi cắt cỏ rồi trồng cỏ rồi cho nó ăn, vừa đi làm thuê làm mướn ngoài kiếm thêm thu nhập á, về thì cũng ổn định. Một năm mà thu hoạch được mười mấy triệu này thì cũng đủ trang trải cho cuộc sống. Sau khi được hỗ trợ sinh kế nuôi bò, gia đình chị Gương đã thoát nghèo, có điều kiện tu sửa, nâng cấp ngôi nhà của mình, cuộc sống có phần ổn định hơn. Nhân dịp này tôi cũng xin cảm ơn các cái đơn vị cho bò sinh kế để mà thu nhập ổn định hơn, bán được con bò có thể trang trải trong cuộc sống. Cũng như kiểu mà lần gãy tay và mặn nổi và nuôi bò, như kiểu giờ vợ con nó đi mặn, vòng vòng trang trải thêm nhà, lúc nào xây sao. Theo số liệu từ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, huyện Tân Hưng hiện còn 336 hộ nghèo và 470 hộ cận nghèo. Huyện đang nỗ lực triển khai thêm nhiều mô hình sinh kế như hỗ trợ việc làm, tư vấn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, thực hiện chương trình từ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội. Thưa quý vị, từ một con bò được hỗ trợ từ chương trình đảm bảo sinh kế, nay gia đình của chị Gương đã có một đàn bò, một nguồn thu nhập ổn định, một mái nhà khang trang hơn. Đó là niềm mong mỏi của rất nhiều bà con nông dân. Và bây giờ thì những niềm mong mỏi đó đã hoàn toàn có thể trở thành hiện thực với những chương trình hỗ trợ sinh kế như thế này. Việt Nam nổi tiếng với món phở. Để đưa phở Việt vươn tầm thế giới, các đơn vị nhà hàng, công ty du lịch ở Việt Nam, mà cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh, đang liên kết tổ chức Việt Nam Phở Festival 2024 tại Hàn Quốc sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây. Đại diện ban tổ chức cho biết, bên cạnh lễ hội chính tại công viên Yeouido, thủ đô Seoul, Hàn Quốc vào ngày 5 và 6 tháng 10, chương trình năm nay được khởi động từ tháng 7, mở đầu bằng hoạt động khám phá phở tại Hàn Quốc cho các YouTuber và người yêu phở. Tiếp theo đó sẽ là một cuộc thi viết về phở dành cho người Hàn Quốc. Sự kiện chính Việt Nam Phở Festival 2024 tại công viên Yeouido có các hoạt động giao lưu ẩm thực với hơn 40 gian hàng phở từ các thương hiệu phở ở Việt Nam và Hàn Quốc, bên cạnh các gian hàng giới thiệu ẩm thực Việt Nam. Với mong muốn thúc đẩy kinh tế, thương mại, Việt Nam Phở Festival 2024 còn có các sự kiện xúc tiến thương mại bên lề. Đây là hoạt động góp phần đẩy mạnh quảng bá tinh hoa ẩm thực phở Việt Nam ra thế giới, qua đó nhằm tạo điểm nhấn thu hút thêm nhiều du khách Hàn Quốc đến thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam trong thời gian tới. Thay vì mua đồ chơi mới cho con thì các bậc phụ huynh đã lựa chọn tìm kiếm những lớp học xanh làm đồ tái chế cho các bé tự tay sáng tạo những món đồ chơi từ những nguyên vật liệu cũ. Và điều này không chỉ tạo sân chơi cho trẻ dịp hè mà còn dạy cho trẻ về câu chuyện bảo vệ môi trường. Từ 9 giờ sáng, lớp học mỹ thuật trong con hẻm Phùng Tá Chu, phường An Lạc A, quận Bình Tân đã rất rộn ràng. Bìa các tông, hộp gỗ, những đồ nhựa cũ là những nguyên liệu chính để các bé thiếu nhi tự do sáng tác những tác phẩm của riêng mình. Con làm con sư tử. Đầu tiên là một cái dĩa, sau đó con lấy một cái quả banh, con cắt làm đôi làm con mắt, và con lấy một cái nắp con làm cái miệng. Con lấy len con quấn xung quanh làm cái bờm. Con lấy hai cái đồ nhựa con làm lỗ tai, rồi cuối cùng con vẽ lên cho nó. Con lấy chai nhựa để con làm hộp bút, hoặc là mấy cái can làm chậu cây, để con cảm thấy là nó rất là vui và tốt để con có thể vận dụng những cái đồ tái chế trong cuộc sống. Với một phụ huynh thì mình việc tìm kiếm cho con em mình một trải nghiệm thực tế vào mùa hè thì là một cái rất là cần thiết, và lớp này cung cấp một cái trải nghiệm về sử dụng vật tái chế, thỏa sức sáng tạo và tạo ra những sản phẩm mỹ thuật yêu thích của chính mình. Nó là một cái trải nghiệm rất là tốt. Mong muốn là cho các em một phần nào đó hiểu hơn về việc phân loại vật liệu, việc những thứ trong đời sống mà nó thừa ra mà mình có thể tái sử dụng cho cái việc học mỹ thuật hay là sáng tạo của mình. Từ những vật liệu cũ bỏ đi, thêm một chút sáng tạo và bỏ ra chút thời gian, các bạn nhỏ đã có cho mình những món đồ chơi thật xinh, thật xanh, từ đó góp phần bảo vệ trái đất từ những việc nhỏ nhất này.
Sáng nay thứ Năm ngày 1 tháng 8 năm 2024, trên các mặt báo có những bài viết nào đáng chú ý? Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với những bài báo này. Thị trường xăng dầu Việt Nam đang bộc lộ ngày càng nhiều bất cập trong quản lý cũng như là điều hành. Và trong bối cảnh hiện nay thì việc lập sàn giao dịch xăng dầu đã được cơ quan quản lý tính đến. Báo Tiền Phong có bài viết về vấn đề này. Báo Tiền Phong trích dẫn ý kiến của một số chuyên gia cho rằng thành lập sàn giao dịch xăng dầu là cần thiết và việc này sẽ giúp cho thị trường minh bạch những góc khuất trong kinh doanh của các doanh nghiệp đầu mối, góp phần phá thế độc quyền của các doanh nghiệp lớn, giúp thị trường hoạt động hiệu quả hơn. Các doanh nghiệp trong ngành xăng dầu nhiều năm nay vẫn đặt câu hỏi lớn là vì sao lại lấy giá Platinum Singapore để tính giá cơ sở hiện nay, trong khi các đầu mối đang mua xăng dầu từ nhiều nguồn như là Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore và Thái Lan. Cũng liên quan đến vấn đề quản lý thị trường xăng dầu thì báo Kinh tế và Đô thị có bài viết điều hành thị trường xăng dầu không thể thả nổi hoàn toàn. Theo cơ chế mới được đề xuất thì doanh nghiệp được quyết định giá xăng dầu nhưng không cao hơn mức trần. Cơ quan nhà nước sẽ công bố các chi phí thành phần rồi doanh nghiệp tự tính, thay vì như hiện nay là cơ quan nhà nước công bố giá trần. Theo báo Kinh tế và Đô thị, việc để doanh nghiệp tự tính toán giá xăng dầu là cần thiết và phù hợp quy luật thị trường. Tuy nhiên, không thể thả nổi. Việc áp mức giá trần để tránh tình trạng doanh nghiệp đẩy giá xăng tăng sốc, các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên. Phía doanh nghiệp cũng cần báo cáo định kỳ để đảm bảo tính cạnh tranh. Tiếp tục là một bài viết trong lĩnh vực giáo dục, thưa quý vị. Liên tục trong nhiều năm qua thì một số trường đại học khó tuyển sinh đủ được chỉ tiêu nhóm ngành nông lâm ngư nghiệp. Và trong khi đó thì nhu cầu nhân lực nhóm ngành này thì lại đang rất lớn. Báo Giáo dục và Thời đại có bài viết khi ngành nông nghiệp bị ghẻ lạnh. Nỗi sợ phải ra nắng mưa, chân tay lấm bùn khiến cho nhiều phụ huynh và học sinh ngại chọn các ngành về nông lâm ngư nghiệp. Theo báo Giáo dục và Thời đại thì hiện thí sinh thường có xu hướng đăng ký học ngành hot theo xu thế của thời đại 4.0 như là công nghệ thông tin, AI, khoa học máy tính. Lao động trong nhóm ngành nông nghiệp đã giảm nhanh từ gần 70% vào những năm 1990 xuống còn dưới 30% vào năm 2021 và đến năm 2023 vừa qua thì chỉ còn 26,9%. Đặc biệt, lao động trung bình mỗi năm tiếp tục giảm 1%, tương ứng với khoảng 500.000 lao động rút ra khỏi ngành nông nghiệp.